Để mình xét thử cái độ dẻo dai của nó nha. Eo rất mềm nha. Đó, đập không hề đau luôn. Series ăn những thứ đang hot trên tạo tại F phần 2. Tôi là Thủ Đức xin chào. Hôm nay mình mua ở tiệm của gần. Có hai bộ bánh tráng để trong như thế này nha. Thì có một cái tờ hướng dẫn sử dụng bảo quản. Gọi là mỗi đứa hành phi là 120g, bơ bẻ 100g, tóp mỡ 70g. Cái này là 200g bánh tráng phơi xương dẻo. Và còn đây là cái phần mà bánh tráng được tặng. Bánh tráng rìa này thì là 100g. Bánh tráng lá và bánh tráng cuốn là hai cái phần này tặng. Wow. Thôi là tập xét thử cái độ dẻo dai của nó nha. Eo rất mềm nha. Bánh tráng ở đây mềm mà cái độ mọc nó vừa phải nên là mình ăn thấy ok. Có vị béo của bơ, ruột của bắp, cay của vị sa tế. Ta còn cho thêm một cái bịch bánh tráng rìa như thế này nữa thì mình có thể ăn cùng với như thế này là mình dưới lên. Trời, cái bịch mà mặn mặn ngọt ngọt, thơm có mùi tét nha. Combo 109 ngàn này á, ăn được 4 món rất là rẻ nha, mọi người có thể mua ở hàng ở đây.